Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bếp Nhà Khánh Vy. Rất vui khi được gặp mọi người trong video lần này. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy làm sữa hạt Olevo X24 Pro. Trước khi vào video, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những sản phẩm bên mình bằng cách qua fanpage Bếp Nhà Khánh Vy, Zalo để mình có thể hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất nha. Bây giờ mọi người cùng quan sát với mình. Máy làm sữa hạt X24 Pro đặt thân cối lên đế cối sao cho mũi tên trên thân và đế cối thẳng hàng như video này nha. Gắn phần nắp vào miệng cối thủy tinh, ấn giữ nút khóa, mở nắp màu cam và giữ phần nắp xuống. Lưu ý, lắp miệng nắp vào cối trước, chọn chức năng bằng cách ấn vào phím biểu tượng 3 gạch ngang. Sữa 25 phút, chức năng sinh tố, chức năng xoay tùy chỉnh, chức năng vệ sinh khử khuẩn, chức năng hẹn giờ. Chọn chức năng và ấn vào nút nguồn để bắt đầu chu trình. Tạm dừng bằng cách ấn một lần vào nút nguồn, có thể mở nắp cho thêm nguyên liệu, sau đó ấn lại nút nguồn để tiếp tục chu trình tạm dừng được khoảng 55 giây. Sau khi mình đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy làm sữa hạt Olevo X24 Pro, nếu mọi người có thắc mắc gì thì hãy nhắn tin đến Zalo cho mình để mình có thể hỗ trợ cho mọi người. Mình cũng chia sẻ với mọi người là khi mà mình giới thiệu một sản phẩm đến với khách hàng á, bên mình đều làm những video clip về sản phẩm, review, video về đập hộp, video về hướng dẫn sử dụng máy để mọi người có cái nhìn tổng quát về sản phẩm và đưa ra lựa chọn phù hợp. Nếu mọi người muốn đặt hàng thì mọi người liên hệ với mình, bên mình hỗ trợ free ship toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này với mình. Nếu mọi người thấy hay cho mình một subscribe để theo dõi những video mới nhất về gia dụng bên mình. Cảm ơn mọi người, bye bye.